soi kèo Girona với Atletico Madrid ngày 14 tháng 3, khắc tinh handicap. Tưởng chừng như Girona sẽ có một trận thắng dễ khi chỉ phải đến làm khách trước Getafe ở vòng đấu vừa qua để có thể cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu vào mùa sau. Tuy nhiên, những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Michel có được chỉ là thất bại ê chề với tỷ số 2-3 ra về. Với trận thua này thì khoảng cách lúc này giữa họ và nhóm top 6 đã nới rộng lên thành 8 điểm. Dẫu cho Girona đang thi đấu muộn nhất ở vòng 25, nhưng khoảng cách vừa kể trên rất khó để có thể rút ngắn khi mà họ sẽ có màn đón tiếp Atletico Madrid đến làm khách vào đêm nay. Tất nhiên, trình độ cũng như đẳng cấp của Girona còn rất lâu mới có thể sánh bằng với Atletico Madrid khi trong 7 lần gặp nhau trước đó thì đội bóng mà huấn luyện viên Michel đang dẫn dắt vẫn chưa có bất kỳ chiến thắng nào trước đội bóng trắng đỏ thành Madrid. Dẫu vậy, không phải vì vậy mà có thể đánh giá thấp Girona, bởi trong số trận đối đầu vừa kể trên thì họ chỉ mới để thua 2 trận, còn lại Girona đã có đến 5 lần buộc Atletico Madrid phải chia điểm. Cũng như đội bóng chủ sân Municei Pas de Montilivi đã thắng kèo châu Á trước Atletico Madrid 6 trong 7 trận đấu gần nhất. Vì vậy, nếu như yêu cầu Girona giành một chiến thắng tuyệt đối ở trận đấu đêm nay sẽ là nhiệm vụ rất khó đối với họ. Nhưng nếu chỉ kêu họ cố gắng giành một điểm trước Atletico Madrid thì đây sẽ không phải là việc gì quá khó đối với thầy trò huấn luyện viên Michel. Phía bên kia sân, Atletico Madrid vừa có màn hủy diệt Sevilla với tỷ số 6-1 ở vòng đấu vừa qua để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga thời điểm này. Trận thắng kể trên còn đang giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Simeone nối dài mạch bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức lên đến 10 trận trên khắp mọi đấu trường. Song, dẫu cho chỉ đang phải chấp Girona ở kèo nửa trái trong chuyến hành quân lần này, nhưng Atletico Madrid cũng không giành được quá nhiều sự quan tâm đến từ giới mộ điệu, bởi đối thủ ở trận này không khác gì khắc tinh của đội bóng đỏ trắng thành Madrid ở kèo châu Á, khi mà họ chỉ mới có đúng một trận thắng kèo duy nhất trước Girona sau 7 lần chạm mặt nhau gần nhất, còn lại đội bóng của huấn luyện viên Simeone đã để thua đến 6 trận. Đó là chưa kể sân Der Montilivi của Girona cũng không phải là nơi mà Atletico Madrid có thể tự tung tự tác, khi trong 3 lần gần nhất đặt chân đến nơi đây làm khách thì họ cũng chỉ toàn biết đến kết quả hòa ra về. Vì vậy, nếu như kèo chính ở trận này quay về vạch xuất phát như kèo chấp đồng nửa từ ban đầu thì người ta vẫn có thể đặt niềm tin vào Atletico Madrid phần nào đó. Chứ còn như kèo chấp đến nửa trái như lúc này thì sẽ rất là mạo hiểm nếu như đầu tư vào đội khách. Soi tỷ lệ tài xỉu Girona với Atletico Madrid. Với việc Atletico Madrid chỉ mới để thủng lưới chỉ 5 bàn sau 10 trận đấu gần nhất thì đây là chìa khóa đã khiến cho kết quả ở những trận đấu gần đây của đội bóng này về xỉu. Cụ thể trong 10 trận đấu gần nhất thì Atletico Madrid chỉ mới có 2 trận có kết quả nổ tài, còn lại 1 trận hòa và có đến 7 trận về xỉu. Trong khi đó ở 7 trận đấu gần nhất của Girona thì cũng có đến hơn một nửa kết quả không nổ tài với 4 trận về xỉu. Vậy nên, mặc dù tỷ lệ tài xỉu lúc này chỉ đang ở mức 2 trái 2 trái rưỡi, nhưng đây vẫn không phải là trận đấu thích hợp để đánh tài vì khả năng kết quả sẽ không có quá 2 bàn thắng và sẽ về xỉu tương tự. Cần biết, trong 3 trận đấu gần nhất của Atletico Madrid xuất hiện tỷ lệ tài xỉu 2 trái 2 trái rưỡi thì cả 3 trận đấu đó đều có kết quả về xỉu. Soi tỷ lệ phạt góc Girona với Atletico Madrid. Girona chỉ là đội bóng thuộc dạng trung bình ở kèo góc khi mà họ chỉ mới có 21 quả góc sau 5 trận đấu gần nhất. Trung bình mỗi trận đội bóng này có không quá 4 quả góc. Trong khi đó, Atletico Madrid đang về đến 30 quả góc cũng với số trận tương tự và trung bình họ có 6 góc mỗi trận. Thế nhưng, đây không phải là trận đấu mà Atletico Madrid có thể dễ dàng hút kèo với việc chấp một trái giữa góc khi mà nhìn vào tỷ lệ góc ở kèo châu Á lúc này không có quá nhiều sự chênh lệch. Thì đây rất có thể là kèo dụ nên giới mộ điệu không cần quan tâm quá nhiều, mà thay vào đó nên nghĩ ngay đến việc đánh tài góc ở mức 8 trái rưỡi. Khi mà trong 4 trận đấu gần đây nhất của Atletico Madrid thì không có trận nào kết thúc ít hơn 10 quả góc. Đó là chưa kể đến trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội thì kết quả cũng về tài góc với 11 quả, trong đó Girona chỉ có 3 quả góc và 8 quả còn lại thuộc về Atletico Madrid. Đội hình ra sân dự kiến Girona với Atletico Madrid. Thành tích gần đây Girona với Atletico Madrid. Thành tích đối đầu Girona với Atletico Madrid. Dự đoán kết quả Girona với Atletico Madrid. Dự đoán tỷ số 1-1. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Girona nằm dưới nửa trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái 2 trái rưỡi. Dự đoán tỷ lệ phạt góc,
tài góc 8 trái rưỡi, Atletico Madrid chấp 1 trái rưỡi góc